Liên quan đến thông tin hãng hàng không Pacific Airlines trả toàn bộ máy bay và tạm dừng khai thác một số đường bay, đại diện hãng hàng không này cho biết đang tiến hành tái cấu trúc đội bay và mạng đường bay để đảm bảo gia tăng hiệu quả hoạt động. Cụ thể là do tình hình tài chính rất nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán, nên Vietnam Airlines cùng các cổ đông đã đi tới quyết định trả hết toàn bộ đội tàu bay của Pacific Airlines để xóa nợ. Và hôm qua, chiếc máy bay cuối cùng của hãng đã rời khỏi Việt Nam. Trước mắt, hành khách của hãng sẽ bay chung với Vietnam Airlines. Phương án hiện nay là Pacific Airlines thuê khô 3 tàu bay của Vietnam Airlines để thực hiện chuyến bay. Điều này nằm trong dự liệu của Vietnam Airlines và quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo bình thường. Mới chỉ quý 1 năm 2024, thế nhưng Boeing đã có một chuỗi các sự cố liên tiếp với tàu bay của hãng, từ bung cửa trên không, rung lắc mạnh khiến cho hành khách hoảng loạn, cho tới mới cuối tuần trước thôi là mất một phần vỏ của thân máy bay. Khủng hoảng về chất lượng an toàn của Boeing khiến cho ngành hàng không thế giới thiệt hại mạnh, khi hãng cảnh báo là sẽ chậm giao hoặc thậm chí là khó có hàng để giao cho các hãng để tập trung vào việc tìm lỗi kỹ thuật. Theo Reuters, trong 2 tháng đầu năm 2024, Boeing chỉ nhận vỏn vẹn là 18 đơn hàng máy bay mỗi tháng, thua xa mức trung bình năm 2023 là 121 đơn cho một tháng. Dù các hãng đã tính đến việc xoay sang mua hàng từ đối thủ cạnh tranh chính của Boeing là Airbus, nhưng bản thân ông lớn này cũng đã kín đơn cho tới cuối thập kỷ này. Điều này khiến cho tình trạng thiếu hụt máy bay thân hẹp một lối đi, vốn được sử dụng để phục vụ các chặng ngắn đến vừa và cũng chiếm tỷ trọng lớn trong đội bay toàn cầu, càng trở nên trầm trọng hơn. Hàng loạt hãng hàng không từ United Airlines, Southwest Airlines cho đến Ryanair cho biết là sẽ giảm lịch trình và tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho những chiếc Boeing 737 đã đặt hàng. Đối với hành khách, hệ quả là các lựa chọn bay sẽ ít đi và giá vé có thể sẽ cao hơn ở ít nhất một số đường bay phổ biến. Dữ liệu mới nhất cho thấy là giá vé đã tăng 3,6% trong 2 tháng qua, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ giữa năm 2022. Những hệ lụy từ sự cố an toàn kỹ thuật trong dòng máy bay Boeing 737 Max hồi đầu năm giờ đã không còn gói gọn trong phạm vi các nhà xưởng của Boeing. Vâng, các vấn đề từ sự cố kỹ thuật liên quan đến Boeing thì đã bắt đầu tác động và lan tỏa đến toàn ngành công nghiệp hàng không ở Mỹ, nhất là trước thềm mùa du lịch sắp đến. Từ Mỹ, phóng viên Tuấn Trung thông tin chi tiết tới quý vị. Theo công bố, tháng 2 vừa qua Boeing chỉ giao được 18 máy bay dòng 737, trong đó chỉ có 17 chiếc 737 Max. Con số này chỉ bằng một nửa so với tháng 12 năm ngoái. Sự đình trệ này là do dòng sản phẩm 737 và các nhà máy của hãng đang bị thanh tra gắt gao sau sự cố máy bay bị bung cửa hồi đầu tháng 1 vừa qua. Điều này gây hệ lụy không nhỏ lên ngành công nghiệp hàng không tại Mỹ. Southwest Airlines, vốn có đội bay chỉ sử dụng dòng 737 của Boeing, đã phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh của cả năm 2024. Hãng này dự kiến chỉ nhận được 46 so với 79 máy bay 737 của hãng Boeing trong năm nay. Alaska Airlines cũng không khá hơn. Dự báo tổng tải cung ứng trong năm của hãng này giờ cũng bất định. Trong khi có tin là United Airlines đã đề nghị Boeing tập trung sản xuất 737 Max 9S thay vì Max 10 cho hãng này. Vì vậy mà vào mùa du lịch hè cao điểm sắp tới, nhiều hãng hàng không đang cắt giảm lịch trình, đồng nghĩa với việc hành khách sẽ có ít lựa chọn hơn và giá vé có thể sẽ cao hơn. Không dừng ở đó, người ta lo ngại rằng sự cố của Boeing còn ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Bởi Boeing là nhà xuất khẩu hàng đầu, doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi quý, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP và chiếm tỷ trọng lớn trong dịch vụ vận tải của cả nền kinh tế Mỹ. Nhà máy Boeing còn chưa phục hồi, thì hệ lụy còn kéo dài và lan rộng. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam, từ California, Mỹ. Trong khi đó, thì Trung Quốc đang chứng kiến trào lưu đi học của người cao tuổi tăng nhanh. Chính sách hỗ trợ của các ngành chức năng cùng xu hướng già hóa dân số nhanh chóng đang tạo ra một thị trường để hứa hẹn. Vâng, và từ đó thì cũng đã xuất hiện nhiều hơn những doanh nghiệp phát triển các dịch vụ phục vụ cho người cao tuổi. Ngành kinh tế tóc bạc hay còn gọi là kinh tế bạc đang trở thành động lực mới trong tăng trưởng của nền kinh tế số 2 thế giới. Phóng viên Thái Bình từ Trung Quốc thông tin thêm tới quý vị. Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc đang mở rộng cơ sở tuyển thêm giáo viên cho các ngành học thái cực quyền, y học cổ truyền, rèn luyện trí nhớ, chỉnh sửa video, học hát để đáp ứng nhu cầu học của người già tăng cao. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp doanh thu tăng trưởng hai con số
khi số học viên đăng ký tăng vọt. Học phí các gói học từ 1 đến 3 tháng dao động từ 1.980 đến 3.700 nhân dân tệ, tương đương 6,7 triệu đến 12,5 triệu đồng. Chính phủ Trung Quốc vừa công bố ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi với cam kết sẽ tăng cường nỗ lực để phát triển nền kinh tế tóc bạc. Theo công ty tư vấn Frost & Sullivan, thị trường học tập dành cho người cao tuổi ở Trung Quốc sẽ tăng trưởng 34%, từ 28 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022 lên 1.209 tỷ nhân dân tệ, tương đương 16,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Trong thập kỷ tới, khoảng 300 triệu người dân Trung Quốc sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu, gần bằng dân số của Mỹ. Năm 2040, cứ 2 người trên 65 tuổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì sẽ có 1 người Trung Quốc. Lương hưu tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải khoảng 20 triệu đồng một người một tháng. Các thành phố nhỏ hơn thì khoảng 10 triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng, với mức lương hưu không cao như vậy, làn sóng đầu tư ồ ạt vào các lĩnh vực dịch vụ dành cho người cao tuổi cũng có rất là nhiều thách thức và rủi ro. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã giành 87,28% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, qua đó chính thức tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm tới. Kinh tế tăng trưởng ổn định được xem là bệ đỡ vững chắc giúp ông Putin chiến thắng áp đảo. Gần 1/4 thế kỷ lãnh đạo xứ Bạch Dương, kinh tế Nga đã thay đổi ra sao? Đâu là những thách thức trong nhiệm kỳ 6 năm tới? Vâng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu cao kỷ lục. Sau gần 25 năm lãnh đạo thì ông Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng khó khăn, thay đổi mọi mặt về kinh tế nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức ạ. Có thể thấy là rõ nhất đó chính là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra từ cách đây hơn 2 năm đã khiến Nga phải đối mặt với khoảng 17.500 lệnh trừng phạt, trong đó chủ yếu nhằm vào lĩnh vực kinh tế với mục đích làm cạn kiệt ngân sách của quốc gia này. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn đang phục hồi mạnh mẽ và chúng ta sẽ cùng phân tích với phóng viên Nhật Linh về chủ đề này ạ. Xin chào chị Nhật Linh ạ. Không biết là kinh tế Nga đã có những thay đổi hay là chuyển biến như thế nào suốt gần 1/4 thế kỷ dưới sự lãnh đạo của ông Putin ạ? Biến chuyển rõ nhất, điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy là nước Nga dưới thời ông Putin đã trở lại vị thế của một cường quốc. Từ nền kinh tế chỉ ghi nhận tăng trưởng GDP âm trong một thời gian dài, đã có sự tăng tốc phát triển, chủ yếu là được thúc đẩy từ sự bùng nổ của ngành công nghiệp dầu mỏ. Trong thời kỳ ông Putin nắm quyền, tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%. Trong 10 năm, kể từ năm 1999 đến năm 2008, thì GDP Nga tăng 94% và GDP bình quân đầu người tăng lên gấp đôi. Căng thẳng với phương Tây leo thang sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ năm 2014, và đặc biệt là sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, thì kinh tế Nga đã phải đối mặt với làn sóng trừng phạt chưa từng có. Đồng rúp lao dốc, doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ thị trường, nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng suy giảm. Nhưng đến nay, sau 2 năm xung đột, thì nền kinh tế Nga vẫn vững vàng và phục hồi hoàn toàn sau những áp lực từ lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Xin trở lại trường quay. Vâng, có thể năm 2023 thì tăng trưởng kinh tế của Nga đạt 3,6%, cao hơn mức tăng của thế giới. Và Nga là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu về GDP tính theo sức mua và đứng thứ 5 trên thế giới. Tổng thống Putin tin tưởng là Nga đang trên đà trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Vậy chị Nhật Linh, đâu sẽ là những thách thức kinh tế Nga sẽ phải đối mặt thời gian tới nếu mà Nga muốn vươn lên là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới ạ? Những thách thức có thể nhìn thấy đối với nền kinh tế Nga lúc này là sự thiếu hụt nguồn nhân lực trên thị trường lao động, giá cả tăng cao và nhu cầu tăng trưởng vượt xa khả năng sản xuất. Ở thời điểm hiện tại thì kinh tế Nga vẫn đang phải đối mặt với mức lạm phát cao 7%, gần gấp đôi mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng Nga đã chống lại đà tăng giá đột biến bằng cách là tăng lãi suất lên 16%. Chính phủ hỗ trợ đồng tiền Nga bằng cách yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển thu nhập từ nước ngoài sang đồng rúp. Yếu tố then chốt giúp giữ vững tiền nền kinh tế nằm ở việc Nga có thể xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên cho các khách hàng mới ở châu Á. Tuy nhiên thì mối đe dọa ngày càng tăng của các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng có thể khiến các đối tác thương mại của Nga phải tự kiềm chế.
Theo nhận định của giới chuyên gia, năm nay rất có thể là năm tìm kiếm những thỏa hiệp khó khăn, bao gồm giữa rủi ro suy thoái và lạm phát, hỗ trợ của nhà nước và củng cố ngân sách, các chương trình ưu đãi cho một số phân khúc nhất định và khôi phục môi trường thị trường bình thường cho toàn bộ nền kinh tế. Xin trở lại trường quay. Cảm ơn chị Nhật Linh với những phân tích vừa rồi ạ. Và đây không phải là lần đầu tiên nước Nga chịu sức ép từ các lệnh cấm vận. Song tạp chí Foreign Affairs của Mỹ cho rằng chính sự thành công về kinh tế thông qua chính sách mà ông Putin xây dựng, còn gọi là Putinomics, đã giúp nước Nga vượt qua nhiều cơn sóng lớn.